Trở lại với kênh YouTube Team Monoshot, đây cũng là một trong những kênh YouTube săn ma mà kênh tụi mình đánh giá rất cao. Và hôm nay kênh sẽ dẫn dắt các bạn cùng theo chân của Team đi đến một nhà tù đã bị bỏ hoang từ rất lâu. Trong quá khứ, nơi này đã từng xảy ra hai vụ cháy kinh hoàng. Và cũng chính vì sự kiện bi thảm đó đã khiến cho nhiều tù nhân thiệt mạng bên trong chính căn phòng giam giữ họ. Rất nhiều cư dân sống gần khu vực này khẳng định rằng bên trong nhà tù đang bị bỏ hoang này có ma. Bởi đôi khi họ nghe thấy có những tiếng la hét đầy đau đớn phát ra từ bên trong. Thậm chí đôi khi đi ngang qua đây, chính mắt họ đã nhìn thấy có những sự xuất hiện kỳ lạ của những bóng người đi lại bên trong những căn phòng u ám kia. Sau khi nhận được nhiều nguồn thông tin từ những người dân, Thiệm đã tìm đến và quyết định qua đêm bên trong nhà tù được cho là có rất nhiều ma này. Друзья, в прошлый раз паранормальная активность была в трех местах. Это вот в этом месте, где множество камер. Второе – это место со стулом. И третье – в подвале, как я думаю, в карцерах. Tìm nói rằng có ba nơi đặc biệt thường xuyên xảy ra những hoạt động siêu nhiên. Nhưng để các hoạt động siêu nhiên đó diễn ra mạnh hơn, anh ấy sẽ đặt một cái máy khuếch đại ở trung tâm ba vị trí kia. Và ngay sau khi đặt máy thì những điều kỳ lạ bắt đầu xuất hiện. Đầu tiên là cái bóng trắng này. Sau đó là tới cánh cửa này. Vì nghi ngờ có ai đó đang ở đây nên Thiệm đã đi vào để kiểm tra. Thì здесь есть кто-нибудь? Cánh cửa vẫn liên tục mở ra, đóng lại rất ma quái. Nhưng Thiệm không bận tâm cho lắm về điều này. Anh vẫn tiếp tục di chuyển đến vị trí thứ hai. Черт. Стул на месте это. Место стула. Cái ghế đã không còn ở vị trí cũ, nhưng Thiệm vẫn quyết định đặt một camera ở đó. Rồi thì điều này xảy ra.
Rõ ràng âm thanh đó rất giống tiếng chân người đang bước đi. Nhưng thật kỳ lạ, khi Tim lao ra thật nhanh để xem đó là ai thì lại không thấy gì cả. Cố tình đi sâu hơn vào các dãy phòng thì anh ấy đã nhìn thấy điều này. Đèn hoang mang thì cái bao đàm vang ra những âm thanh rợn tóc gáy như thế này. Đột nhiên các thiết bị của Tim chập chờn, ngay sau đó thì điều kỳ lạ lại xảy ra. Я не зайду в комнату. Sau khi bị tấn công liên tục, Tim đã bỏ chạy ra khỏi nơi đáng sợ đó. Nếu bạn muốn xem chi tiết hơn về cuộc khám phá rùng rợn này thì bạn có thể tìm đến kênh YouTube Tim Mà Nói Sót để xem nha. Đoạn phim đáng sợ tiếp theo này đã được ghi lại trong một ngôi nhà được cho là có rất nhiều những sự kiện siêu nhiên không thể giải thích thường xuyên xảy ra trong một thời gian rất dài. Đó cũng chính là lý do vì sao chủ nhân của ngôi nhà này đã lắp đặt thật nhiều các camera quan sát xung quanh ngôi nhà. Và đúng như vậy, những chiếc camera đó đã bắt được những hoạt động quái dị như thế này. Một đêm khác, chiếc camera được đặt trong bếp cũng đã bắt được những hoạt động không thể giải thích này. Thank you.
không thể tưởng tượng được, một vật gì đó giống như là một mảnh giấy đã tự động rơi xuống và di chuyển lên đúng vị trí bồn đốt của bếp ga. Điều đáng sợ nhất, ngay sau khi mảnh giấy đó nằm gọn trên bếp, lập tức cái bếp ga được kích hoạt. Điều may mắn là ngọn lửa khi đó không đủ lớn để gây nguy hiểm cho ngôi nhà. Chứ nếu không thì mọi diễn biến xấu nhất chắc chắn sẽ xảy ra. Bởi khi người đàn ông xuất hiện thì đốm lửa kia đã yếu rồi. Đoạn phim ma quái sau đây đã được ghi lại bởi một camera an ninh trên một đoạn đường sắt tại một vùng quê ở Ấn Độ. Xem nhé. Chắc chắn bạn đã nhận ra điều bất thường kia. Khi người bộ hành đi qua đường ray thì từ phía sau người đàn ông xuất hiện một cái bóng đen ngòm đang bám theo sát anh ta. Và dường như người đàn ông đó cũng nhận thấy có điều gì đó nên anh ta đã đứng lại và nhìn về phía sau. Nhìn bóng đen này và cùng với những cử chỉ của người đàn ông kia, mình đã liên tưởng đến ngay đó là một oan hồn đang tìm người thế mạng. Bạn có nghĩ giống mình không?